Thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm nay thì chúng ta cũng đã phải làm quen với chiếc khẩu trang rồi. Và không biết là mọi người thế nào, nhưng mà đối với những MC chúng tôi thì chúng tôi cũng đã từng đùa với nhau rằng là nếu mà đeo khẩu trang như thế thì thôi, hay là vào trường quay cũng đeo. Và khi mà đeo thì chỉ cần trang điểm mắt thôi, không cần phải trang điểm đánh son hay là đánh phấn ở những nơi mà khẩu trang có thể che. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn cũng biết được rằng là nếu như bên ngoài thì bắt buộc chúng ta đeo khẩu trang thì sẽ che đi được một phần, gần như là phần lớn của khuôn mặt. Vậy thì làm thế nào mà để chúng ta vẫn có sức hút thì trong tiểu mục Khỏe hơn đẹp hơn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về việc là chúng ta sẽ trang điểm mắt như thế nào để cuốn hút trong một cái thời điểm mà chúng ta phải đeo khẩu trang quá nhiều như thế này. Đúng rồi, em thấy là đôi mắt đôi khi rất là quan trọng nếu như chúng ta biết cách trang điểm á. Bởi vì có những người á mà khi mà em gặp ở ngoài nha, người ta đeo khẩu trang người ta không có dán mi mắt á là em nhận không có ra. Nhưng mà khi mà người ta dán mi mắt rồi ha, em thấy trời ơi mắt người ta đẹp và tròn. Và không biết là đạo diễn Hà Dũng có thể cho em xem rõ cặp mắt của MC Vân Trang được không ạ? Đạo diễn Hà Dũng ơi ạ. Thực ra thì quý vị và các bạn thân mến, nếu như mà chúng ta không làm có cái sự khác biệt thì cần gì make up hay là trang điểm ra đời, đúng không quý vị? Đương nhiên là chúng ta sẽ phải có sự khác biệt, nhưng mà em tin rằng á là chưa make up và có make up là nó sẽ chỉ là hai cái kiểu đặc biệt khác nhau thôi, chứ nó không có một cái sự gì gọi là khác biệt hay đáng phê phán cả. Thế thì để cái chỗ này chị có thể giải thích ý của Thảo là như này cơ. Ý của Thảo là bởi vì khi mà đeo khẩu trang vào ấy thì cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng một đôi mắt thôi, cho nên là với đôi mắt ví dụ như là người ta bảo đôi mắt to ấy thì mình có thể thể hiện được sự chân thành và tình cảm của mình. Và có khi mình bình thường ấy thì chẳng hạn khi đeo hết khẩu trang vào nhá, chị bình thường là chị bị khuyết điểm ở khuôn mặt của mình, nó có thể trông nó hơi sương và hơi hốc hác. Thì đôi khi khi mình buồn thì nhìn người ta nhìn mình, có thể người ta sẽ cảm giác là à cô này có khi hơi khó tính. Nhưng mà khi mình đeo khẩu trang mà còn mỗi đôi mắt thì họ sẽ thấy mình rất chân thành. Thế trong mà có những người mà đôi mắt họ ở ngoài á các bạn đây, không có được to như bây giờ. Đúng đâu rồi. Ví dụ đây là quý vị biết không, nên đôi khi là nếu mà nhiều khi đi mà bạn ấy đang kiểu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó sẽ cảm giác là kiểu đanh đá rồi cả thế giới cả thế giới tự nhiên là mắc lỗi với em á, không biết sao đâu á. Thật như sự này là body shaming nha. Ủa dù gì vậy Thảo? Đâu có đâu, không biết nói ai gì. Bởi vì thực ra đôi mắt rất là quan trọng, bởi vì ngày xưa nếu như chúng ta giao tiếp với nhau thì nhìn ở xa thôi chúng ta thấy nụ cười là biết là mọi chị người nhìn mắt nở. Em đang muốn đang thể hiện cảm xúc gì với chị? Chị thấy em đôi mắt đầy yêu thương và khán giả ơi. Thế thì chắc chắn rằng là đôi mắt không thể hiện được rõ cảm xúc rồi quý vị ạ. Bởi vì là cái điều mà tôi đang muốn em đi thể hiện mắt ra. Sửa mắt như nào chị? Em nghĩ là không phải sửa mắt mà sửa tính nét. Cách. Sửa nét. Sửa nét ha em. Dạ. Đúng rồi. Tại vì chị thấy chị á. Quý vị biết chị không? Chị hãy bình tĩnh. Bởi vì em thấy rằng chúng ta có thể là trong suy nghĩ chúng ta giống như là Vân Trang, nhưng mà nếu như chúng ta biết cách trang điểm cho đôi mắt thì đôi mắt của chúng ta vẫn long lanh và có thể thu hút ánh nhìn của người khác như cách Vân Trang đã làm, đúng vậy không? Vậy là cách đầu tiên của Thảo đối với Thảo là để làm cho đôi mắt của mình giao tiếp được với người khác nè, đẹp với người khác nè, thì giống Thảo như cách của Trang Thảo là chọn Nguyễn cách Trang. Trang điểm đúng không? Ngụy Trang. Rồi em Ngụy Trang sao em tả đi. Dạ không, em học theo cách của Vân Trang, còn đôi mắt của em đơn giản là đã trong veo rồi ạ. Ôi trời ơi, đâu. Thôi được rồi. Thế bây giờ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sự trong veo. Nào, em hãy nhìn thẳng vào ống kính này. Rồi. Đó, ví dụ như thể hiện sen sắc. Ví dụ như em gặp mà đội tuyển Việt Nam đi. Ví dụ như em gặp chàng trai rất là đẹp trai. Trước mắt em đang là một người rất đẹp trai nè Thảo. Văn Hậu. Em sẽ ví dụ như em đeo khẩu trang là em không thấy cái gì ở trên đây hết nha. Rồi, đeo khẩu trang. Đó, em sẽ chớp mắt với Văn Hậu để mong nhìn là nào? Anh ấy sẽ nhìn kỹ vào nào. Đây, kêu đi Văn Hậu ơi, Văn Hậu thủ ơi. Khoa của trường sân khấu điện ảnh. Đó, em sẽ nháy mắt với Văn Hậu và mong Văn Hậu sẽ hiểu được cái tâm ý của em. Đó là cái điều mà em rất là mong muốn, là mình có thể tạo điểm nhấn khi mà mình đeo khẩu trang. Trang, Thảo ơi, sao mà chị bắt chước theo em không? Mắt chị nó giật á, tức là mình phải làm sao là theo diễn viên là họ làm sao để thể hiện được đôi mắt của mình nó long lanh vậy em? Chị thì không cần phải làm gì hết, bởi vì đối với chị, đặc biệt với máy quay này thì đó là một đôi mắt rất đẹp rồi. Đẹp phải không quý vị? Đẹp mà, bởi vì mình đâu có cần phải ngụy trang nhiều. Ra ngoài thì Hồng Quyên thường là mình bỏ hết make up, và Quyên cũng không có chọn cái phương pháp đó, bởi vì Quyên tin là nếu mà để thể hiện sự giao tiếp qua đôi mắt không gì bằng mình thể hiện tình cảm của mình chân thành á. Người ta nói quý vị cứ tưởng tượng như mắt mèo, khi mà nó tập trung vào một điều gì đó và nó chân thành á, muốn giao tiếp thì cái con người nó sẽ to ra, mà khi mà nó lờ đờ không tập trung coi như là coi đời chả là gì á thì cái con mắt còn hai sợi chỉ. Nhưng mà có những trường hợp đôi mắt không đủ to thì cũng phải ngụy trang, cũng phải biết cách chứ, đúng không ạ? Đạo diễn ơi, đạo diễn em có thể không biết là chị đang muốn nói đến điều gì, sao tự nhiên lại ngụy trang là sao? Đâu có, thì ý nói là làm sao cho đôi mắt bỗng nhiên ở bên ngoài nhìn rất khác mà lên hình trong cuốn hút như đôi mắt của em. Ví dụ như em thấy có những điểm mà chúng ta cần lưu ý nè. Đầu tiên chúng ta sẽ
Nếu là con gái nha thì chúng ta sẽ lựa chọn một cặp lông mi cong veo và chúng ta sẽ kẻ mắt thật là đẹp và to sắc. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy nhấn cho tần sau chị bớt cho tần hai em lại nhá. Ở đâu? Chị đừng trước khi lên sóng chị xin dùng mi của em nhá. À không, bởi vì chị tưởng là không thể nào mà vừa xin mi rồi lại vừa lên sóng lại. Không, nhưng mà biết trai biết không, chị cũng đã xin mi của em rồi để chị gắn vào mắt của chị, nhưng mà thực ra nó không có hợp nên là hôm nay chị đã sử dụng mi của chị. Và hôm nay chị tự tin với cái lông mi của chị. Thôi nói xa không bằng nói gần. Thực ra là hai bạn dẫn của tôi muốn nói với tôi rằng là mắt một mí, quý vị ạ. Thực ra thì mắt một mí cũng chẳng quan trọng gì cả, bởi vì chúng ta thấy rằng là mắt một mí đôi khi vẫn rất cuốn hút. Ô đẹp mà. Đúng. Nhưng mà, làm thế nào để make up? Nhưng mà chị nói thật nhá, thì khi mà Trang đeo khẩu trang là chúng ta đâu có cần, ví dụ chúng ta bình thường có rất nhiều công cụ để thể hiện sự giao tiếp của mình với người khác nè. Như đôi khi mình chẳng hạn như một điều rất quan trọng, chưa biết là giao tiếp hay không, nhưng mà chắc chắn rằng là nếu như giữa tất cả mọi người mà Vân Trang đeo khẩu trang, Hồng Quyên đeo khẩu trang và Phương Thảo đeo khẩu trang thì quý vị và các bạn sẽ nhận ra Vân Trang đầu tiên. Không, Phương Thảo chứ. Tại sao lại là Phương Thảo? Bởi vì đó là mắt hai mí to tròn như nhau, còn em mắt một mí khác ngay. À là bởi vì Vân Trang nó có đôi mắt sắc quá, không để ý là nhìn một chị cái là chảy áo. Chị làm gì không để lườm chị đừng nói nữa đấy. Chị im đây, em cứ nói đi. Nào theo em thì đôi mắt một mí làm cách nào để chúng ta có thể cuốn hút và giao tiếp được với người khác nào? Thực ra là em nghĩ rằng em thì không có quá nhiều cái phương pháp để trang điểm cho mắt một mí, mà thông thường thì những cô gái Hàn Quốc á, thì họ có cách trang điểm mắt một mí rất là đẹp. Thường thì sẽ sử dụng những cái tông màu hay là những cái công cụ, những cái chất liệu mà để kẻ mắt nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như quý vị và các bạn có thể lựa chọn đến những cái như là màu nâu, hoặc là nếu như mà sử dụng gel kẻ mắt thì quý vị và các bạn thấy rằng là có rất là nhiều những cái chất liệu, ví dụ như là dạ này, hay là phấn, hay là gel. Nhiều người thì thường nghĩ là kẻ mắt thật dày thì mắt sẽ to hơn, nhưng mà việc đó thì sẽ làm cho mắt của quý vị nhỏ đi và trông thiếu sức sống. Vì vậy mà chúng ta, nhất là ở thời điểm hiện nay, thì chúng ta thấy rằng sẽ có những cái cách trang điểm khác hơn, cập nhật hơn, thì chúng ta cũng chỉ nên kẻ một đường mảnh thôi. Và nếu như quý vị và các bạn muốn là mắt của mình trông sâu hơn, to hơn, thì chúng ta có thể kẻ ở bên trong mí mắt của mình. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng một hàng lông mi. Khi mà chúng ta kẹp mi cho thật cong rồi chuốt mascara lên thì cũng có thể khiến cho đôi mắt của mình trở nên cuốn hút và tự nhiên hơn. Đúng rồi, Phương Thảo thấy là ngoài những cái cách trang điểm như Vân Trang chia sẻ thì có một cái cách cũng khá là đơn giản và chúng ta cũng có thể áp dụng, đó là chúng ta đeo len. Đeo len là một trong những cái cách mà Phương Thảo thấy rằng khi mà đôi mắt của chúng ta nhìn vào thì có hồn hơn, đẹp hơn và to hơn. Đó là một trong những cái cách mà chúng ta cũng có thể áp dụng. Và thực ra thì cái việc đeo len thì sẽ thường là hợp với những cô nàng mà có mắt to hai mí hơn. Còn đối với mắt một mí thì khi mà đeo len thì sẽ dễ khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy là cái kính, cái trong mắt của chúng ta nó quá to ấy, và nó sẽ dẫn đến cái sự lờ đờ nếu như mà chúng ta không lựa chọn được đúng kích cỡ là một này, màu sắc là hai. Thì đối với những cô nàng mà có mắt dài hoặc là mắt một mí thì sẽ khó khăn hơn. Và thường là ví dụ như bản thân Vân Trang thì sẽ không sử dụng kính áp tròng hay là giãn tròng bao giờ cả, bởi vì nó sẽ làm cho cái hiệu ứng của mình không được như mong đợi, thậm chí là còn bị cảm giác là mắt của mình còn nhỏ hơn nữa. Mà khi mà quý vị đeo lens thì phải có một số cái lưu ý như thế này, là mình phải rửa tay thật sạch nè, bởi vì khi đeo lens chúng ta sẽ tạo ra một khoảng cách giữa cái lớp lens cùng với lại tròng mắt của mình, nó có thể khiến cho bụi bẩn hoặc cũng như là vi khuẩn nó xâm nhập vào đó, nên quý vị lưu ý nha. Ngoài vệ sinh tay, quý vị cũng phải đi kèm là những cái chai nước nhỏ mắt để chúng ta vệ sinh mắt thường xuyên, tránh tình trạng viêm nhiễm. Và sau khi mà tháo lens ra thì chúng ta cũng phải vệ sinh cả đôi lens của mình nè, và cũng vệ sinh cả phần tay của mình. Thì đó là một trong những cái lưu ý nếu mà quý vị muốn điểm trang cho đôi mắt của mình trông rạng rỡ hơn với những màu sắc mới thông qua những cái cặp lens. Dạ vâng, nếu như chúng ta không lên hình và đi chơi đơn giản, hoặc là đi gặp những người bạn của chúng ta nếu trong ngày bình thường thôi, còn bây giờ giãn cách là chúng ta không có được gặp mọi người rồi đúng không ạ? Thì Phương Thảo sẽ chọn những cách, ví dụ như là chúng ta thường thường chúng ta hay tô son đúng không? Thì chúng ta lấy một ít son chúng ta kẻ lên một tí mắt thì nó có hồn và mắt chúng ta nhìn đẹp hơn. Và nếu như được nữa thì chúng ta chải mascara cũng là một trong những cách đơn giản để chúng ta áp dụng cho những ngày bận rộn. Hoặc là lông mày nữa, lông mày cũng rất là quan trọng. Quý vị và các bạn cứ thử nghĩ đi, nếu mà không có lông mày thì mặt như kiểu là vô hình vậy. Thì như chữ không dấu. Ui, mặt mà không có lông mày là như nào?
Tức là sẽ lông mày rất là nhạt ấy, chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được là một khuôn mặt mà không có cái sự điểm tô của lông mày thì sẽ rất là khó để có thể tạo được cái sự cuốn hút với người đối diện. Vì thế mà quý vị cũng có thể chú ý đến lông mày của mình, kẻ lông mày sao cho tự nhiên thôi, đừng quá đậm, bởi vì là cái phong cách trang điểm lông mày đậm thì đã qua rồi, và thời điểm này thì chúng ta chuộng cái sự tự nhiên hơn. Vì vậy mà quý vị và các bạn cũng có thể chú ý đến việc kẻ lông mày của mình, và đặc biệt là màu của lông mày thì phải trùng với màu tóc. Và để hiểu rõ hơn là chúng ta cần phải trang điểm như thế nào và những bí quyết nào để chúng ta có thể có được một đôi mắt đẹp và ấn tượng đối với người đối diện ngay cả khi chúng ta đeo khẩu trang, thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Bước 1, sau khi đã dưỡng da và sử dụng sản phẩm chống nắng, dùng kem lót tán đều lên phần bầu mắt để tạo lớp nền và che khuyết điểm. Bước 2, dùng phấn mắt màu hồng nude tán hết bầu mắt. Sau đó, lấy màu hồng đậm hơn nhấn vào phần đuôi mắt và phần mí dưới của mắt. Dùng dụng cụ bấm mi nhẹ nhàng bấm cong phần lông mi. Dùng mascara chuốt từ chân mi ra ngoài. Lưu ý làm dày phần chân mi để mi được giữ cong lâu hơn. Bước 4, cuối cùng, dùng kẻ mắt nước bắt đầu từ đuôi mắt kẻ dần vào trong.